Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, bắt tay móc túi bệnh nhân, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai cùng đồng phạm sắp hầu tòa. Dự kiến ngày 21 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai, Nguyễn Quốc Anh cùng 7 đồng phạm liên quan đến vụ thổi giá robot phẫu thuật móc túi bệnh nhân phẫu thuật sọ não hơn 10 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra khoảng 2 ngày do thẩm phán Trử Phương Ngọc làm chủ tọa, kiểm soát viên Trần Thị Thanh Huyền và Hoàng Thị Dung đại diện cho Viện Kiểm soát thành phố Hà Nội giữ quyền công tố trong vụ án ông Nguyễn Quốc Anh cùng đồng phạm gồm Nguyễn Ngọc Hiền cựu phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, Trịnh Thị Thuận kế toán trưởng bệnh viện, Lý Thị Ngọc Thủy, trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện, Phạm Đức Tuấn, giám đốc công ty BMS, Ngô Thị Thu Hiền, phó giám đốc công ty BMS, Trần Lê Hoàng, nguyên thẩm định viên công ty VFS và Phan Minh Dung, nguyên tổng giám đốc công ty VFS cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, bệnh viện Bạch Mai có chủ trương phát triển ngoại khoa nên từ năm 2016, Phạm Đức Tuấn đến gặp Nguyễn Quốc Anh để chào bán robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật với giá 39 tỷ đồng và robot Marco giá 44 tỷ đồng. Do thủ tục phức tạp, hai bên đã thống nhất để công ty BMS liên doanh với bệnh viện Bạch Mai lắp đặt robot để hỗ trợ phẫu thuật với giá do Tuấn đưa ra. Cáo trạng thể hiện ông Nguyễn Quốc Anh sau đó tự ý chỉ đạo Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận và Lý Ngọc Thủy ký hợp đồng liên doanh với công ty BMS mà không thông qua đảng ủy, ban giám đốc và công đoàn bệnh viện, đã có thể hợp thức hóa robot. Phạm Đức Tuấn liên hệ với công ty thẩm định giá VFS làm việc. Các cáo buộc VFS là Hoàng Dung đã phát hành chứng thư trái với quy định của pháp luật. Qua xác minh, cơ quan tố tụng làm rõ công ty BFS nhập khẩu robot Rosa từ Pháp về sân bay Nội Bài, hàng mới 100% và nguyên giá chỉ hơn 7,4 tỷ đồng. Cơ quan truy tố thuộc bệnh viện Bạch Mai đã căn cứ chứng thư thẩm định sai quy định, quy trình của công ty VFS để ký hợp đồng liên doanh với công ty BMS, Nguyễn Quốc Anh trong vai trò giám đốc bệnh viện Bạch Mai ban hành dịch vụ giá của robot Rosa là 36 triệu đồng trên một ca và trong đó công ty BFS được hưởng hơn 27 triệu đồng gồm chi phí khấu hao kèm lãi vay. Căn cứ vào kết luận của hội đồng định giá tài sản, tố tụng hình sự, cơ quan tố tụng xác định công ty BMS được hưởng chênh lệch hơn 16 triệu đồng trên một ca. Tổng cộng bệnh viện Bạch Mai tổ chức phẫu thuật thu tiền bằng robot Rosa cho 637 ca, thiệt hại hơn 10,5 tỷ đồng cho người bệnh. Cáo buộc nêu rõ, việc tạo điều kiện cho công ty BMS tham gia liên doanh, liên kết lắp robot Rosa với trị giá 39 tỷ đồng không đúng thực tế đã mang lại lợi nhuận cho các bị can Nguyễn Quốc Anh số tiền hơn 331 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Hiền số tiền 150 triệu đồng, Trịnh Thị Thuận số tiền 50 triệu đồng. Trong vụ án này, cơ quan truy tố xác định Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính là người quyết định để bệnh viện Bạch Mai và công ty BMS ký hợp đồng liên doanh liên kết, còn Phạm Đức Tuấn giữ vai trò giúp sức tích cực tạo điều kiện cho bệnh viện Bạch Mai ký hợp đồng. Bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm.